vậy đó. Đi theo em Tiến hái rau muống nha cả nhà, mà không biết còn rau muống không nên á. Để có rau rừng rau gì cũng được. Chiều nay có món gì ăn chưa? Tết về đó rồi ạ. Đó giờ em có từng làm như ngày chưa, lắp lúa rồi. Cắt lúa thơ mướn tay vậy đó, tính sao công rồi sao công được nhiêu tiền? Lúa sập thì nó có giá hơn. Đi nào, gặp chiếc ăn lạ luôn. Coi chừng gió ốc nha. Bị đứt quả gì? Vậy là em giữ rồi. Cạn rồi, nó muốn về. Cây đụng đỉnh. Bò gì vào sống xăng cho quần lên. Mấy cái lát này nó cắt thôi. Sáng xã phát em được nhiêu ký gạo? Được cả 10 ký gạo. Là gia đình em không đúng không? Dạ. Còn ba mẹ có không? Ba mẹ hả? Ba mẹ hình như có vậy. Ngày mai đó. Nó tính theo đầu người ha, gia đình hộ gia đình hả? Dạ. Cũng được ha, cũng có gạo tác cũng được. Cái này của Mạnh Thường Quân cho hay là của quan xã cho? Nghĩa bên bên những người làm công ty, bên công ty á. Người ta cho công ty Úc Xi này nè. Vậy ra cho bên Úc Xi nó làm từ thiện đó. Dạ. Cho cả anh chị ký gạo rồi cho mì. Lúc thấy gì đọc non cũng nhiều á. Này có cô chú anh chị nào khán giả nào muốn trải nghiệm xuống đây em Tiến dắt đi hái rau gần vàng, rau thiên nhiên tự mọc, biết cảnh quê nghèo ăn cơm đạm bạc như thế nào ha. Đây cánh đồng lúa mênh mông.
Đó lên Sài Gòn em làm công việc gì Tiến? Em đi làm lò gạch. Lò gạch đó là lúc đó là sanh bé rồi chưa hay là chưa sanh? Dạ em sanh rồi. Sanh rồi được nhiêu tháng rồi đi làm à? Sanh rồi em đo được cỡ 3 tháng em vô làm. Thì làm vô lò gạch đó là mình làm công việc gì? Mình bóc gạch lên lên xe á. Lên xe là để cho người ta chắc lên gòn. Chị bóc gạch lên lần như bao nhiêu viên gạch lên? Nó một nó lên vậy là 5 lớp á. 5 lớp mà. 5 lớp mà thêm lên 2 giây nữa. Ồ vậy là em mạnh dữ lắm à. Đúng không? Dạ. À, thế gạch mà chứ đâu phải giấy thùng gì đâu. Lúc em có bầu em cũng kéo vậy nữa đó. Ừ. Là lúc đó mấy tháng mới nghỉ? Lúc đó em làm cũng gần sanh luôn anh. Tính nghe nhỏ con mà mạnh dữ ta. Rồi làm lò gạch xong rồi có làm gì khác nữa không hay là làm đó rồi nghỉ? Em làm lò gạch đó xong rồi em cũng nghỉ. Mà nghỉ sanh xong rồi nghỉ luôn đó ha. Dạ. Làm trong lò gạch đó được bao nhiêu tháng? Cũng mấy năm á. Mấy năm. Dạ. Cũng hay, có sức em cũng chịu hay ha. Phải chịu rồi. Đó bộ không có cái nghề gì khác sao trên đó cũng nhiều lắm mà. Có mà tại vì mình cũng không có giấy tờ gì nhẹ á. À. Ủa em không có giấy chứng minh hả? Dạ, lúc đó giấy chứng minh thì mình chưa có làm. Chỗ này có muốn quá trời ha. Cái này non nhất thôi mà. Nó hơi già hơn bên kia. Như có muốn mà nó giật nước là nó già ha. Dạ. Có nước mà nó non lắm. Cái rau muống này hình như nghe nó mình xào mình phải bóp hay sao? Bóp đừng cho nó hơi mũ. Thôi vừa vừa thôi đừng vô sâu quá. Nè ngoài này nè, cảnh ngoài này đọt non nhóc. Bỏ này đi hái, xài dài đâm luôn. Vậy đó hả? Ở đây gần có cái đám, mong cô chú anh chị thông cảm nha. Cũng hơi ồn. Tắt rồi, khỏe quá. Mấy chỗ mà nước lung lung này có lương lắm. Dạ có. Lương nó ở. Dạ. Rồi ông xã em lúc mà trên đó mà làm gì? Cũng là công chuyện gì? Cũng làm lò gạch với em đó. Làm chung em, luôn. Dạ, em bóc gạch để cho anh vô. Lò. Vậy là hai chồng làm cũng hợp nghề quá trời mà sao chia tay uổng quá trời. Tại cũng có hoàn cảnh. Cuộc sống mà ha, không ai nói trước được điều gì nha. Về đây ở địa phương cũng cho mình hộ nghèo luôn ha. Dạ mình lên làm giấy anh. À, làm lâu chưa em, làm giấy hộ nghèo lâu chưa? Cũng mới đây à. Phải chỉ làm mình làm á. Nhà muốn này hồi em tính làm cái gì? Em tính nấu canh chua. Canh chua với cá chê nãy đó hả? Dạ. Nấu canh chua khúc đầu á. Còn khúc đuôi mình kho. Cá chê bự không mà nhiều món vậy? Cũng bự. Tính ra em cũng hay, mình nên ba đứa nhỏ đều về đây bằng xe gì lúc mà về á? Đi xe đò. Đi xe đò mà đi về lúc đó trời mưa nữa. Trời mưa rồi đi ha, ba mẹ con á đi về Lạc. Vậy đó hả? Dạ Lạc đi tới Cà Mau lận á. Bỏ tài luôn.
Rồi lúc đó con nó còn bú sữa hả? Sữa tươi mình đó. Rồi lúc đó ông xã cho về không hay là tự đi về? Tự em trốn về. Nhiều lần lắm rồi hả? Dạ. Rồi trời mưa tầm tã luôn, con nó lạnh á. Cái người ta bán quán bán cơm đó. Cái người ta bới cơm cho con em ăn á. Là cái quán cơm nó về tới đâu rồi? Giờ vẫn còn ở chỗ chỗ trường khuyết tật mình ở đây nè. Ngay Trà Tim đó. Dạ, ngay Trà Tim á. Ta thấy cũng tội nghiệp ha, người ta. Như con sầu lòng ở chổng kìa nghe. Không, lúc ở trong đó kìa. Bự chà bá luôn nè, sau đó mới nó bắn không nữa. Bắn á. Này loại này xuống chắc hồi lên ngứa đã luôn á. Không quen rồi. Hết sợ rồi hả? Hết sợ. Giờ chắc nước nó giật nó già. Dạ, nó già.